Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shop ạc rẻ 24h.com. Trước khi vào video thì mình xin một phút quảng cáo các bạn nhà để mình lấy thêm kinh phí để mình đầu tư video. Thế nên bây giờ sẽ là một phút quảng cáo. Bạn nào mà muốn mua ạc Liên Quân thì hãy vào shop ạc rẻ 24h.com, một shop bán ạc Liên Quân khá là rẻ và uy tín các bạn. Đồng hành của mình cũng khá là lâu rồi. Thì trước tiên là trước khi vào shop ấy, thì mình muốn giới thiệu đến anh em là cái phần liên hệ admin và số hotline của admin thì nó hiện thị ngay ở bên góc phải trên của màn hình. Và bao nhiêu thắc mắc gì là anh em có thể liên hệ với admin. Shop có một chức năng rất là mới, đó chính là gian zoom chỉ với 100k là có thể có ắc VIP các bạn ạ, ắc cực VIP luôn, toàn ắc ngon luôn, như các bạn đã thấy này, ắc ngon chỉ với 100k nhá, 10% ắc VIP 4 đến 50 tướng luôn, nó chỉ với 100k. Các bạn hãy vào và các bạn lạc thẻ đây các bạn. Nếu các bạn nào chưa biết lạc tiền thì các bạn có thể nhấn vào lạc tiền đây này, các bạn đăng nhập vào rồi các bạn lạc tiền, hoặc là nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ liên hệ với admin thôi, số hotline và Facebook của admin đây rồi. Và còn bên phần view các bạn mà muốn chọn tướng như giá từ 1 triệu chẳng hạn, các bạn tìm giá 1 triệu này, hoặc là các bạn muốn tìm giá bao nhiêu, hoặc là sở hữu tướng như nào, hoặc là giá bao nhiêu thì các bạn có thể kéo theo cái khung này. Ví dụ các bạn có 2 triệu thì các bạn tìm mức giá từ 0 đồng đến 2 triệu, hoặc là các bạn muốn tìm có sở hữu những tướng gì hoặc là sở hữu những trang phục gì thì các bạn có thể nhập tên tướng hoặc tên trang phục vào đây. Mình xin giới thiệu lại một phần lần nữa, đó chính là cái phần gian zoom ấy. Gian zoom thì chỉ với 100k là toàn ắc VIP luôn các bạn ạ. Các bạn có thể vào để tìm hiểu thêm. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể liên hệ admin là qua số hotline hoặc là Facebook admin nhá. Còn một phần nữa đó chính là phần thử vận may Liên Quân. Thử vận may Liên Quân thì chỉ với 8.000, chỉ với 8.000 là các bạn đã có ắc Liên Quân để chơi và các bạn có thể xóa được thông tin của ắc đó. Tuy là chỉ mất 8.000 như các bạn sẽ có ắc, nhưng mà nó đã có thông tin thì các bạn có thể xóa được thông tin đó. Nếu các bạn muốn biết xóa thông tin đó như nào thì các bạn có thể nhấn vào Facebook của admin hoặc là liên hệ với admin để có thể biết thêm thông tin chi tiết nha. Còn một cái nữa của shop rất là hay, đó chính là tính năng duyệt thẻ các bạn ạ. Duyệt thẻ thì là các bạn chỉ cần vào đợi tầm 5 phút là sẽ duyệt được thẻ, không các bạn này vào là lạc vào mà không thấy tiền đâu. Thì các bạn vui lòng khi sau khi các bạn làm lạc thẻ xong thì các bạn đợi một chút thôi là sẽ có tiền. Và mình xin nhắc lại tên shop là shop ạc rẻ 24h.com. Và bây giờ mình đã quảng cáo xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video nha. Tôi Hugo xin chào lại cho anh em. Tôi Cường Căng Cực chào lắm cho anh em. Tôi Khoa Sung Sướng chào lắm cho anh em. Tôi Lâm Giạt Diệu chào lắm cho anh em. Ok các bạn ạ, như bình thường anh em mình chào hỏi ấy, thì hôm nay tất cả anh em gọi là đổi hết cả biệt danh rồi. Thì không nói nhiều nữa, vào chủ đề chính của clip ngày hôm nay luôn. Vừa nãy thì gọi là chào hỏi vui vui một chút thôi. Còn bây giờ vào chủ đề chính của clip ngày hôm nay, đó chính là anh em mình sẽ nướng một con bạch tuộc khổng lồ các bạn ạ. Thực sự các bạn yêu cầu từ rất lâu rồi, nhưng mà anh em mình bây giờ mới tìm được để mua được nó và mang về đây để anh em mình nướng cho các bạn xem. Ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem con bạch tuộc khổng lồ đó các bạn ạ. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video này để ủng hộ anh em mình nha. Đây là con bạch tuộc khổng lồ của anh em mình đã mua các bạn ạ. Cực kỳ to luôn, nó khoảng độ 3 cân 8, cứ cho là 4 cân đi các bạn ạ. Cực kỳ to luôn, hai thằng các bạn nhìn được, hai thằng nó vành ra, gọi là nó giằng ra ấy. Đấy, nó xòe ra, nó rất là rộng luôn, chắc là phải bằng cái mâm ấy. Cực kỳ to các bạn ạ. Đấy, đằng sau của nó kìa. Đường bên này này. Thì bây giờ nếu mà cái chân này nếu mà để mà bày ra mâm thì mâm không thể vừa luôn đấy. Bây giờ anh em mình sẽ đi làm sạch nó bằng chanh, rồi anh em mình sẽ ướp siêu cay, rồi anh em mình nướng nhá. Thực sự anh em mình chưa làm cái con này bao giờ, chắc là có những gì vớ vẩn ở bên trong là anh em mình bỏ hết, anh em mình chỉ lấy thịt của nó thôi. Bởi vì chưa làm bao giờ sợ nó bị ngộ độc ấy, bởi vì mình xem đâu là nó hình như nó có phun được cái lọc độc hay sao, nên anh em mình sẽ có những gì vớ vẩn lung tung bụng nhụng là anh em mình sẽ bỏ sạch luôn. Đó bạn bỏ xuống anh em mình làm sạch thôi. Anh em mình đang làm sạch qua bằng chanh các bạn ạ, để bóp những cái chất bẩn ở bên ngoài con bạch tuộc này đi. Thực sự là mình cứ hay nói nhầm giữa bạch tuộc với mực các bạn ạ. Mực thì anh em mình làm rồi, hôm nay anh em mình mới có dịp để làm được con mua được con bạch tuộc khổng lồ này để anh em mình nướng cho các bạn xem thôi. Bạn bóp sạch sạch vào, có cần vuốt vuốt xem nó có ra được cái chất nào không? Từ vỏ quần áo. Chín rồi bạn ạ, tôi ăn luôn. Đây bạn cắt thử miếng nào. Gói mực luôn, à quên, gói bạch tuộc, nhầm mực. Mấy cái mắt của nó anh em mình bỏ sạch luôn rồi. Mấy cái đen đen thì mình cắt đi khá là nhiều luôn. Bắn thế bạn. Có ít nước ướp siêu cay mà bạn bây giờ bạn đổ thì bắn hết phí lắm. Ui, phê đấy. Bỏ bóp sướng. Phê. Cấn cấn cấn. Cái kiểu gì vậy nhỉ? Bó nó thích thích. Mềm mềm. Thì gà nó có, thì gà xa xa cái đầu này nữa. Bóp kỹ vào để cho nó ngấm hết đi xong rồi. À có cần phải khứa không? Không cần đâu bạn, con này chín luôn. Ý là khứa ra thì mình ngấm vào trong ấy. Khứa theo đường dọc của nó ấy. Đây. Ừ. Đây để khứa. Thử thôi bạn, thử cái dâu ngắn đi xem nào. Bạn cầm nghe. Cầm
nhưng mà không được thì mình bỏ. Có được không? Vậy để mình muốn cho nó ngấm mà. Được không bạn? Được không? Hay nó dài quá. Có khi nào cao su không? Thôi bạn thử ướp đi xem nó có ngấm vào không. Thế chiền thế thôi. Nếu được thì anh mình sẽ cứa thêm các cái khác. Còn không thì anh mình sẽ ngâm đây và anh mình đi dóm than. Và anh mình sẽ lướng luôn thôi. Anh mình lại tận dụng lại cái que mà cái thanh tre mà mỗi hôm anh mình lướng bê con ạ. Hôm nay mang ra để lướng con bạch tuộc này. Bởi vì anh mình hôm nay không dùng vế. Những cái dâu này của nó này, những cái chân này của nó ấy thì sẽ bị tuột có cái vế, bởi vì lỗ to quá nên mình sẽ dùng thanh tre này. Anh mình cuốn thép nó vào thanh tre cố định vào đây luôn. Anh yên tâm anh em, mình cố gắng tận dụng thanh tre này đến lúc lướng con nghé khổng lồ luôn. Và cuốn sang đan đan xen nhau được, còn các nữa lấy mấy cái chân kia cuốn nữa, đừng để dài quá là được. Bạn, tôi thấy tôi đang nuốt nước miếng rồi bạn ạ. Tôi đang nghĩ đến khi con bạch tuộc này nó chín. Vừa nãy thì mình đã buộc xong rồi các bạn ạ. Buộc cũng khá là khó đấy, bởi vì nó trôi trôi ấy. Bây giờ thì mình sẽ cho vào để lướng thôi. Cho vào đi. Thanh tre kiểu như nó khô bớt rồi nhưng xoay cũng khá là dễ luôn các bạn ạ. Trong lúc mà chờ lướng con bạch tuộc này các bạn ạ, thì anh em mình làm tạm mấy múi bưởi. Bưởi này ăn chua chua ngọt ngọt, bưởi không hạt đấy, ăn rất là ngon luôn các bạn ạ. Bạn cứ quay xong tôi bóc bưởi tôi mang ra cho bạn nhé. Đây bưởi đây, đợi tôi một lát thôi, tôi cho bạn xem qua cái loại bưởi mà không có hạt luôn. Cái hạt nó có nhưng mà hạt nó chỉ bé bằng cái đầu tăm ấy các bạn ạ. Ăn chua chua ngọt ngọt tuyệt vời luôn. Anh ơi, con gà nhỉ? Làm gì á? Thôi thôi thôi, lướng lâu lắm. Mà em chặt tạm một cái tàu chuối đi. Hôm nay gió mát quá. Hôm nay gió khá là to các bạn ạ. Sau hơn một tiếng anh em mình nướng thì con bạch tuộc của anh em mình nó bớt khổng lồ rồi các bạn ạ. Bây giờ nó kiểu như sau khi mà nướng xong ấy thì nó teo teo đi ấy. Bởi vì những cái dâu này nhỏ nên là nó sẽ bị chín hơn và cứng hơn. Còn ở giữa này mình thấy khi mà quay nó chảy rất là nhiều nước luôn. Bây giờ anh em mình sẽ bỏ ra đây như mình chuẩn bị thưởng thức thôi. Bạn đi mang ra để tháo ra đi. Bạn có thấy nó bớt khổng lồ chưa? Lặng là thanh chê lặng chứ chắc là con bạch tuộc này giờ nó nhẹ đi rất là nhiều luôn con ạ. Bạn quay một hai vòng cho các bạn xem ấy. Mình nhìn cháy lưng miếng rồi con ạ. Và hôm nay thì anh em mình sẽ không ăn ở bên này đó, mà anh em mình sẽ sang cái bờ mà ngày xưa anh em mình ăn thịt trâu các bếp ở bên kia con ạ. Ở cái bờ ngăn mấy cái ao kìa. Đâu đấy đấy, em tháo ra đi để anh em mình cắt ra để anh em mình mang sang đấy. Teo đi rất là nhiều rồi đấy. Con này nó quấn chặt quá. Nó bám chặt quá luôn. Trong quay chảy rất là nhiều nước luôn. Hay là con này nó kiểu như nó bị ngấm nước nó thế. À mình phải rút chứ nhỉ. Hay cắt luôn nhé. Cắt luôn đi em, cắt luôn đi. Ủa, thơm quá. Đấy, ở gần đấy chắc ngửi điếc mũi luôn rồi. Ủa. Cắt ra đi.
Ủa? Dài không? Cũng dài. Thèm quá rồi. Thèm quá rồi anh. Hôm nay anh em mình sẽ không ăn ở chỗ quen thuộc nữa mà anh em mình sang mấy cái chỗ mà mấy con trâu đang đang gặm cỏ kìa các bạn ạ. Sang gọi là cái chỗ bờ biển ngả ấy, anh em mình thưởng thức ở biển đó. Thực sự ở đây là rất nhiều trâu luôn các bạn ạ. Nuôi rất nhiều trâu luôn. Nếu mà anh em mình mà muốn nướng trâu thì chắc anh em mình nướng luôn ở đây này. Rất nhiều trâu bên kia kìa. Mắc nhiều trâu luôn. Đó, chỗ nào đẹp thì tọa. Đẹp lắm rồi. Giữa hồ luôn. Hai bên lần trước anh em mình có ngồi ăn gì nhỉ? Ăn thịt trâu các bếp ở đây thì hai bên này đều là ao các bạn ạ. Rồi. Những cái đầm ấy. Đấy, ngồi xuống anh em mình thưởng thức thôi. Đây là sau khi mà anh em mình cắt xong này, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức thôi. Em mới nhâm dùng một lon bia. Ngà công bạn Lâm hôm nay gọi là quay cả buổi chiều, bạn thưởng thức thử một miếng bạch tuộc khổng lồ đi xem nào. Mình mời các bạn nhé. Dài quá bạn. Dài á? Đó, cứng đi. Cứng mới qua thưởng thức đi. Nhìn thấy rồi, nếu mà bà bố đấy như mình chắc chả đánh chén hết nổi chỗ này đâu các bạn ạ. Mình mời các bạn nha. Không hiểu sao khi nướng xong nó quắt lại còn ít quá, kiểu nó bớt khổng lồ các bạn ạ. Mời các bạn nha. Ngon. Tuyệt vời chứ? Nào, biết đi. Mình mời tất cả các bạn nha. Mặt. Ngồi bệt luôn xuống. Các bạn cẩn thận rách rồi rơi hết cả mực ra bây giờ. Ngồi bệt này cho nó thoải mái các bạn ạ. Đây, bây giờ tôi chụp kỷ niệm đám trâu. Nhưng bây giờ sợ kiểu như lạ người đó chạy hết. Nhiều trâu lắm các bạn ạ. Rất nhiều trâu luôn. Và vô trộm lướng con. Làm con lướng đi. Về tối gần tối rồi, anh em mình hôm nay lướng con này rồi, tôi để hôm khác anh em mình đấy. sẽ lướng trâu các bạn ạ. Lấy một lướng nữa, chắc đêm về nhà mới. Ngon quá. Thế sáng mai luôn, sáng mai thưởng thức luôn. Mời bạn nào. Mình nhìn khá là ngon các bạn ạ. Wow. Đó là hay là lúc nãy anh em mình để cái dâu dài luôn cho anh Khoa thả bạn há mồm và trôi. Không ngừng nhai. Đấy. Ngon nhá. Wow. Dài quá. Không nhận là cái này nó rắn thật. Giống như lướng là nó chảy hết cả nước đi rồi thì nó sẽ thành như thế. Rồi nhìn lần thấy. Trước mình ăn thịt gì dai dai nhỉ? À hôm trước ăn gà. Mình sắp ăn hết cả thế giới rồi. Nên là bây giờ mà nghĩ đến những cảm giác mà ăn những con gì giống như nó kiểu như nó món nào kiểu như nó giống nhau hay sao ấy. Chỉ hôm nào mà đi quay cái món nào thì biết món đó thôi. Thì bây giờ mà bảo anh em mà tả lại cái món mà trước kia mình đã từng ăn thì nó rất là khó luôn các bạn ạ. Mình sẽ thưởng thức thử một miếng bạch tuộc khổng lồ ngay bây giờ. À quên, bớt khổng lồ rồi các bạn ạ. Sau khi nướng xong thì nó bớt khổng lồ rồi. Đây thì hôm nay là anh em ngồi ăn theo kiểu ngồi bệt xuống cái lèn cỏ này. Không biết là ở đây trâu bò dẫm qua nó bắn hay không. Nhưng mà mình nghĩ chắc là bắn bởi vì ở đây còn có cá lông vịt nữa. Nhưng mà chắc là không sao. Anh em mình muốn tìm lại cảm giác ngày xưa cũng kiểu trẻ con đi ra ngoài đồng ấy các bạn ạ. Đi ra ngoài đồng rồi tắm rửa cả ngày xưa. Tôi nói với các bạn là bây giờ nhá, cảm thấy là ghê đấy thôi. Nhưng ngày xưa anh em mình có những cái thời ấy mà vịt với cái trâu bò nó vừa đầm xong anh em còn nhảy xuống để tắm. Rồi tâm sự đến đây thôi, bây giờ mình phải ăn rồi các bạn ạ. Các bạn mới tâm sự các bạn ơi. Đấy. Mình vừa ăn vừa tâm sự được bạn. Mình mời tất cả các bạn nhá. Hay là bây giờ anh nhìn nó mà mình cũng nhảy tắm luôn.
Nhìn nó mà nước miếng không kiềm chế được các bạn ạ. Mình mời tất cả các bạn. Có quá, hay quá. Cay quá. Dai. Qua vào mồm bước đầu thấy dai. Cay. Ôi, có con cò đang bay lấy súng bắn rồi anh em mình đứng luôn. Đấy, anh em ngồi này, bạn cảm thấy ngồi này thấy vui không? Thấy lạ các bạn. Ừ. Đúng lắm rồi, về tuổi thơ. Quá dạ. Tuổi thơ ngày xưa ngày xưa là giờ mà ôn lại thì đúng là cả một ngày không kể hết các bạn ạ. Phải viết vào một cái danh sách nào đó để khi nào có thời gian rảnh thì ôn lại thôi. Ui. Dũng đi. Mình mới ăn được có một miếng mà cảm giác rất là tê luôn các bạn ạ. Cay. Được rồi. Ngon, đấy là ngon. Ui, nước cay quá nhỉ. Mút cái một cay xé cả lưỡi. Tê quá. Thực sự là không biết nói gì hơn ngoài một câu, đúng một từ rồi các bạn ạ. Phê. Ngồi ngoài này ăn. Chưa rồi đó, cái mực to rồi. Lại mực rồi. Lại mực, bạch tuộc. Thực sự là anh em hay nhầm các bạn ạ. Tại vì cái râu của con mực nó giống con bạch tuộc. Cái con mực nó cũng mấy tu tu giống này. Mình hay nhầm. Bạn Lâm nào, ăn xong bạn cảm thấy sao? Ồ quá bạn. Cảm giác tôi mừng. Chưa bao giờ ngồi ăn mực ngồi như kiểu ngoài đồng như này. Đó ngày xưa thì có rồi ăn mấy cái ngày xưa có nhưng mà ăn là mình ăn loại động vật khác. Ừ, kiểu như mấy con nhái lướng rồi mấy con ếch lướng rồi châu chấu. Nói chung là ăn linh tinh cả các bạn ạ. Nhưng bây giờ khác rồi, bây giờ lớn rồi thì không đi vảy nữa rồi. Mà ngày xưa lướng ở đồng làm gì có con gì để to như cái con này gần 4 cân này rồi. Sao cơm? Thực sự là mình thấy món bạch tuộc này ăn rất là phải nói là nên rất là ngon các bạn. Thịt của nó cái đoạn đầu với cái đoạn cuối của cái dâu ấy ăn thì nướng tại vì nó khô rồi nó rất là rắn, nhai nó rất là rắn thịt và nó dai. Còn cái đoạn bên trên ấy, thì nó sẽ không được khô như đoạn dưới cho nó sẽ mềm hơn một chút nhưng mà nó vẫn rất dai các bạn. Dạ, ăn với lượng ớt siêu cay đúng không? Quá tuyệt vời luôn các bạn. Bà Khoa, tôi đi ăn đồ nướng rất là nhiều, những cái mực nhỏ là hai ngón tay ba ngón tay mà chua rồi ăn một mực to như này nhai phồng mồm sướng cay thơm ngon. Em thấy có cái gì nó sai sai lại mực à, với bạch tuộc. Cái con bạch tuộc mà nhỏ nhỏ ấy. Ok con ạ, tự là cái cảm giác này như mình đã nói ấy, tuyệt vời. Thôi bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, anh mình sẽ phải dừng clip này ở đây. Tự là anh mình sẽ đánh chén nút chỗ này thôi, nút chỗ bạch tuộc này đánh chén hết và dùng lúc một lon bia này. Đấy, nhưng mình sẽ đi về, còn bây giờ mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.